bu lông ở đất tôn nhá. Cái này nó sẽ có bao gồm này, một thân máy đây. Đấy, thân máy là bu lông. Đấy, bu lông 1/2 bu lông đặc nhá, bu lông đầu đặc. Hai pin, một pin 15 cell và một pin 10 cell như này này. Đấy. Máy là bu lông 201. Lắp trực tiếp ở đây. Nó có lỗ lục giác để các bác lắp trực tiếp. Hoặc là những cái con máy mà đầu kẹp như này nhá. Chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu chi tiết tới toàn thể các bác nhà mình một cái mẫu sản phẩm máy khoan pin bu lông 201, máy Daiwat model 2021 các bác nhá. Thì với cái sản phẩm này hôm nay thì bên em mới cập bến về kho rất là nhiều. Em sẽ review giới thiệu chi tiết và sẽ có một cái chương trình tri ân khách hàng tặng quà cho 10 bác khách hàng đầu tiên khi mà các bác là những người may mắn cập nhật được cái video này của bên em sớm nhất. Khi mà các bác cập nhật theo dõi được video thì em nhờ các bác là có bác nào mà đăng ký kênh rồi thì các bác nhớ cho em xin một nút like và chia sẻ nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh cập nhật xem kênh lần đầu tiên thì các bác nhớ là ấn vào nút đăng ký kênh là nút màu đỏ và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video tiếp theo của bên em. Thì em sẽ thường xuyên đăng tải video, mỗi một video sẽ là một dòng sản phẩm khác nhau, một cái dòng sản phẩm điện máy hay và hữu ích để cho các bác nhà mình được lựa chọn. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng thoải mái cho nên là các bác cứ yên tâm nhé. Thì về cái sản phẩm của ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết tới toàn thể các bác nhà mình đây. Một chiếc máy bắn bu lông cực kỳ là đẹp và chắc chắn thôi nhá. Đấy, mẫu model 2021, máy bu lông của Daiwat, máy 201 các bác nhá. Thì với cái mẫu sản phẩm này thì nó rất là đẹp và chắc chắn, đẹp từ cái vỏ hộp đẹp đi. Đấy, thứ nhất là em sẽ quay cho các bác về cái mẫu mã của vỏ hộp này. Đấy, các nhìn cái vỏ hộp rất là to, dày dặn, đẹp và chắc chắn nhá. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Phía bên trong thì các bác sẽ có là đây là cái tay mở này. Đấy, tay mở hộp này, có nhìn thấy chưa? Đấy, rất là ok nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Thì phía bên trong này các bác sẽ có nguyên một bộ sản phẩm nhá. Có một thân máy này và hai quả pin nhá. Đấy, đây. Thân máy em đã lắp sẵn vào một quả pin rồi. Ngoài ra là các bác sẽ có theo một quả pin dự phòng ở bên ngoài như thế này luôn. Đấy, với hai quả pin đi theo máy này thì em sẽ cam kết là hai quả pin đều là hai quả pin chất lượng như nhau, cho nên là các bác cứ ok. Đấy, và đi theo máy là một cái sạc bàn này. Đấy, sạc bàn sạc nhanh ba chân thôi nhá. Và có một cái dây đeo máy luôn. Ngoài ra là có một cái khẩu mở bu lông 22 này. Đấy, cái là nguyên liệu sản phẩm nhá. Rất là đầy đủ luôn. Để một lát nữa thì em sẽ công bố giá để cho các bác tiện đây thì các bác được tham khảo và đầy đủ chọn lựa cái sản phẩm này nhá. Và hôm nay thì hàng mới về kho cho nên là em sẽ có một cái chương trình tri ân khách hàng. Em sẽ tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên một cái phần quà rất là như thế này. Đây, cái vỏ hộp đã đầy đủ, các bác nhìn cho rõ nhá. Thứ nhất là em sẽ tặng cho các bác này. Đấy, đây. Em sẽ tặng cho các bác một cái mũi khoan đa lăng xuất nhật chui lục giác. Về các bác lắp trực tiếp vào đây để các bác có thể khoan tường, khoan đá, khoan gạch nhé. Và tiếp theo em sẽ tặng các bác này một cái đầu chuyển vít này. Đấy, cái đầu chuyển vít này vì là con này nó là bu lông 201, các bác không cần dùng đầu chuyển vít thì các bác vẫn có thể lắp được vít trực tiếp vào đây nhá. Đấy, các bác lắp vít trực tiếp như này cũng rất là ok. Đấy, em sẽ tặng cho các bác luôn một cái vít này là vít của Daiwat xịn loại 5 cm, vít PH2 các bác nhé. Và các bác được tặng thêm một cái đầu chuyển vít này nữa, các bác lắp trực tiếp vào đây để các bác lắp vít ra đây thì nó sẽ giữ vít con vít được chắc hơn, nó không có bị rơi. Đấy, vít này nếu mà các bác cắm trực tiếp vào đây thì nó thi thoảng hay bị rơi nhá. Đấy, rơi thì các bác lại lắp lại không vấn đề gì nhá. Thì cái phần quà này thì nó rất là có giá trị, một cái mũi van đa lăng xuất nhật chưa lục giác, một đầu chuyển vít và một cái vít 5 phân của Daiwat xịn PH2 như thế này. Cái phần quà tặng này nó là cái phụ kiện mũi vít, mũi khoan hàng xịn sò nha, hàng chuẩn đẹp, đạt chuẩn chất lượng luôn. Em sẽ tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên nhé. Đấy, 10 bác khách hàng đầu tiên thì các bác sẽ chốt được cái bộ sản phẩm này đầy đủ chi tiết như em vừa giới thiệu, được tặng kèm theo 3 cái phụ kiện này đi theo nhé. Với cái mức giá là 1.150.000 đồng, bên em miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Và 10 bác khách hàng đầu tiên các bác sẽ được nhận cái phần quà này.
và đến bác thứ 11 trở đi thì các bác vẫn chốt được cái giá 1.150.000 nhưng mà sẽ không còn phần quà tặng nữa. Cho nên là các bác lưu ý giúp cho em, bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai ngay từ lúc này. Các bác alo trực tiếp cho bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Và gần đây thì em có một cái số điện thoại mới nữa là số 0978775444. Đó, các bác gọi số này không được thì các bác gọi số kia nhá. Gọi một lần không được thì các bác gọi cho em 2-3 lần. Và gọi nhiều lần vẫn không được thì các bác nhắn tin giúp cho em nhá. Vì số điện thoại thi thoảng hay bị quá tải vì là các bác gọi cùng đến, cùng gọi một lúc nhiều bác gọi nên là số điện thoại quá tải em không kịp nghe hết thì các bác không gọi được, các bác thể nhắn tin giúp cho em. Đấy thì bên em mà có thông tin thì em sẽ tiếp nhận đơn và gửi hàng toàn quốc cho các bác luôn. Thì với một cái bộ sản phẩm cực kỳ là tiện lợi, con máy này thì nó sẽ chạy là động cơ từ không trở than. Đầu máy là bu lông 201 đấy, các bác lắp được khẩu bu lông 1/2 và con này nó sẽ có búa nhé. Các bác mà lắp mũi khoan đa lăng trực tiếp vào đây, các bác khoan tường, khoan đá, khoan hở. Và ở dưới cái phím này này, cái phím này là các bác sẽ điều chỉnh được hai nút chế độ này, nút 1 này, nút 2 này. Đó. Và khi mà các bác đảo chiều máy qua nhá thì nó sẽ có một cái chế độ tự ngắt. Khi mà xuất hiện cái đèn tròn ở đây này, đấy, là máy sẽ ở chế độ tự ngắt nhá, máy chạy nó lại nghỉ thôi. Đây là cái chế độ rất là hay để tránh bị đứt ốc nhá. Nhiều bác mà đang sử dụng máy ở cái chế độ này, các bác bỏ máy lỗi là không phải đâu. Các bác cứ điều chỉnh ở cái nút cái phím này cho em này, đấy, cho nó tắt cái đèn tròn này đi là máy nó sẽ lại chạy liên tục như bình thường luôn. Đèn nét soi sáng này, đó, vì là đẹp và chắc chắn luôn. Bác nào có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để đặt hàng nhé. Đây là máy pin của đất tôm. Đây, đây là máy bu lông thôi nhá, bu lông này. Đấy, bu lông của đất tôm nhá. Để em sẽ mở cho các bác coi tham khảo về cái mẫu này. Cái mẫu này thì nó sẽ có cái bộ là hộp của nó sẽ là hộp giấy nhá. Đấy, cái hộp của nó sẽ là hộp giấy và trong này bên này nó sẽ có nguyên bộ này cho các bác này. Đây, bu lông của đất tôm nhá. Cái này nó sẽ có bao gồm này, một thân máy này. Đấy, thân máy là bu lông. Đấy, bu lông 1/2 bu lông đặc nhá, bu lông đầu đặc. Đấy, thêm là một quả pin như này nhá. Một quả pin 10 cell này. Một cái sạc này. Đấy. Và tặng các bác là một cái đầu chỉnh vít như này. Thì cái đầu máy của nó là đầu bu lông đặc. Đây là các bác sẽ được tặng một cái đầu chỉnh vít. Đấy, đây. Hàng đất tôm chính hãng này các bác này. Đó. Đây. Cái này thì các bác xài thì tuyệt vời ông mặt trời luôn ạ. Rất là mạnh nhá. Có điều tốc luôn ạ. Đây nhá. À, đây là bu lông pin của Detton. Đó. Giá là 1.950.000 nhé. 1.950.000 một bộ. Đấy, hàng logo dập đủ này cho em. Có một thân máy, hai pin với một sạc. Đó, giá là 1.950.000 nha các bác nhá. Các bác gọi cho em là bu can bu lông X1 vào đồ. Đấy, hôm nay cái mã này, hôm nay thì là em không có chuẩn bị quà tặng cho các bác. Đấy, nếu như mà các bác nào mà có nhu cầu quà tặng ấy, bình thường thì là em bán 1.3 triệu. Để em bán 1.3 triệu là em sẽ tặng cho các bác là đầu chuyển khoan, đầu chuyển vít rồi lục giác, nói chung là nhiều đồ lắm. Để em bán là 1.3 triệu. Đấy, còn nếu các bác mà không lấy quà tặng nhá thì là em tính các bác giá 1.2 triệu. Đấy, giá tri ân cho các bác. Cái sản phẩm này thì được rất là nhiều các bác khách hàng yêu quý, các bác quan tâm. Đấy, thì giá là 1.2 triệu là không có quà tặng, 1.3 triệu là có quà tặng nhá. Đấy, phụ kiện đi theo là sẽ có hai pin, một pin 15 cell và một pin 10 cell như này này. Đấy, máy là bu lông 201. Đấy, các bác nào chốt thì gọi cho em là Huka X1 vào đồ tre. Giá là 1 triệu. Này, em sẽ giới thiệu chi tiết để cho các bác được cùng tham khảo về đầy đủ chọn bộ sản phẩm luôn. À, đây các bác sẽ có hai quả pin nhá. À, cái mẫu này là mẫu Huka X2 vào đồ nhá, phụ kiện nhá các bác nhá. Có rất là nhiều phụ kiện này. Một thân máy này và hai quả pin nhá. Pin này sẽ là pin trâu 10 cell, pin 21V. Đây cái chân pin như này các bác này. Đấy, đây là cái chân pin của máy nhá.
Các bác có hai quả biên châu này, một thân máy này, thân máy bu lâu 2 trong 1 nhá. Đấy, con này thì cái một máy của nó rất là đẹp, đầu bu lâu 1/2 này. Các bác lắp được lưới lục giác ở dưới đây, có lưới lục giác ở dưới các bác có thể là bắn bắn tôm bắn vít và ok nhá. Đi theo máy thì sẽ có một chiếc sạc bàn như thế này và một dây đeo này, đây là một cái móc treo nhá. Ngoài ra phụ kiện theo rất là nhiều luôn. Đấy, các bác có tô vít 2 cạnh 4 cạnh này, đầu bắn tôn này, đầu khẩu này. À, cái đầu khẩu 1/2 nhá, khẩu dài 10cm, các bác có khẩu 18 này, 19 này, 20, 21, 22. Và rất là nhiều các mũi khoan này, lối dài zig zag này. Tất cả những cái phụ kiện mà đi theo máy Unica này thì nó đều là những cái phụ kiện hàng xịn, nên là các bác xài thì cực kỳ yên tâm. Thì đây là về cái phần thông số nhé, mẫu mã của máy này, thông số này. Đấy, 350 L này các bác này. Đấy, đây là về cái phần thông số của máy nhá. Thì cái đợt này bên em mới về hàng, nhưng mà tuy nhiên thì cái số lượng nó cũng không được nhiều lắm, số lượng là có hạn nhá. Và cái đợt này hàng mới về thì nó tăng giá rất là nhiều, nhưng mà bên em mới về thì em vẫn tri ân cho các bác cái giá cũ. Đấy, với cái mức giá là 1.450.000 nhá, em sẽ tri ân cho 10 bác đầu tiên. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm này, khi mà các bác cập nhật được cái video này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để đặt hàng nhé. Đây, để em sẽ bấm máy chạy thử luôn để cho các bác được cùng tham khảo về cái tốc độ vòng quay này. Mẫu máy rất là đẹp, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Cái này là máy đang ở cái chế độ tự ngắt được không ạ? Các bác là điều chỉnh nút màu đỏ này nhá. Đây, cho vào đây. Các bác điều chỉnh là nút màu đỏ này này. Đây, đây là cái nút tín điều chỉnh này. Đó. Và khi mà các bác đảo chiều máy qua thì máy sẽ điều chỉnh được hai cấp, đây hai cấp độ này. Cấp độ 1 và cấp độ 2 nhá. Rất là khỏe. Máy chạy rất là khỏe và êm này. Thông số kỹ thuật được gắn ở trên máy như này luôn này. Đấy, em làm vào cái thời điểm này trời nó cũng sắp tối lên là các bác hơi khó nhìn một chút, các bác thông cảm và các bác cố gắng một chút này. Máy chạy cực kỳ là êm nhá. Đấy, có nhìn thấy chưa? Cái này thì nó sẽ có đèn led soi sáng này, có đảo chiều và máy là chạy động cơ từ không chổi thang các bác nhá. Các bác có thể điều chỉnh được ở công tắc, khi mà các bác bấm công tắc nhẹ là máy chạy chậm, bấm công tắc càng sâu càng mạnh thì máy lại càng chạy nhanh. Đấy, một cái chiếc máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn như thế này. Phụ kiện theo rất là nhiều nhá, đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Đấy, đây, đây là cái bộ combo phụ kiện đi theo máy này các bác này. Để em sẽ quay chi tiết cho các bác được cùng tham khảo luôn. Đó, rất là ok. Với một cái mức giá hợp lý nhá, 1.450.000 đồng, các bác được bao phí vận chuyển trên toàn. Video này em sẽ review giới thiệu chi tiết nhà mình về đầy đủ chọn bộ sản phẩm máy chuyên vít của Hukan. Một chiếc máy màu vàng cực kỳ là đẹp và chắc chắn này, hàng Hukan chính hãng, chữ dập lối như này các bác nhá. Và đây là cái thông số kỹ thuật mà được gắn ở trên máy này các bác này. Đó, đây là cái thông số kỹ thuật nhá. Và cái thông số này thì nó sẽ là thông số thực tế của máy. Máy thì sẽ là chạy động cơ từ không chổi than này các bác này. Đầu vít thì sẽ là đầu, cái này là đầu chuyên vít này. Đầu chuyên vít, đầu cài, các bác giữ vít cực kỳ là chắc. Với sản phẩm chuyên vít thì sẽ thích hợp với những bác nào mà chuyên bắn máy tôn nhá. Các bác bắn máy tôn công trình, bắn máy tôn nhiều thì các bác lên sở hữu máy chuyên vít. Nó bắn vít sẽ rất là chuẩn và rất là ok. Đi theo máy là các bác sẽ có hai quả pin châu 10 cell, pin 21V như này các bác này, đó 4.0Ah nhá. Thì có một quả pin em lắp vào máy đây. Và ngoài ra là các bác sẽ có thêm một quả pin dự phòng ở phía bên ngoài như này. Hai quả pin đều là quả pin chất lụa như nhau, cho nên là các bác yên tâm nhá. Và sạc đi theo máy thì sẽ là sạc bàn, sạc nhanh 3 chân. Và đối với sản phẩm máy Hukan chính hãng này thì về máy chuyên vít là các bác sẽ có nguyên một bộ combo phụ kiện như này. Đây là cái dây, cái này là cái móc treo máy nhá các bác nhá. Và phụ kiện đây, em có để trên màn hình đây để các bác nhà mình được cùng tham khảo. Rất là nhiều đồ tô vít 2 cạnh 4 cạnh này, đầu bắn tôn to nhỏ đủ loại nhá. Và đầu, đây là mũi khoan đa lăng chuông lục giác. Đó, rất là nhiều mũi khoan. Nói chung là phụ kiện đi theo máy thì rất là đầy đủ. Và những cái phụ kiện theo máy Hukan thì sẽ là cái hàng phụ kiện chuẩn xịn, các bác xài nó sẽ rất là bền nhá. Thì đối với trong trong cái video này
Hôm nay thì bên em mới về hàng cái mẫu chuyên vít của Vucan. Thì trong thời gian vừa qua cũng rất là nhiều bác quan tâm và hỏi bên em về cái mẫu sản phẩm này. Nhưng mà hôm nay thì thật sự thì hôm nay hàng mới cập bến, mới có ở trong kho để em review chi tiết và giới thiệu tới các bác nhà mình. Thì với cái sản phẩm này nhá, với cái sản phẩm này thì em cũng thông báo với các bác là cái giá của nó sẽ đắt hơn những cái mẫu của Hitachi hay là Makita. Đấy, thì hôm nay thì bên em cũng mới về kho, em sẽ tri ân cho các bác nhà mình. Em sẽ tri ân cho các bác 10 bộ nhá. Thì hôm nay thì cũng hôm nay là mùng 5 Tết Tân Sửu. Đấy thì nói chung là cái kỳ nghỉ Tết của bên em thì cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Từ ngày mai là bên em sẽ bắt đầu là ship code toàn quốc cho các bác nhà mình. Thì trong cái đoạn video này em sẽ tri ân cho 10 bác khi mà các bác cập nhật được cái video này của bên em. Đấy cũng coi như là bên em có một chút cái lì xì gửi tới các bác. Thì em sẽ tri ân cho các bác cái mẫu này với cái giá là 1.450.000 các bác nhá. Còn khi mà đã kết thúc có 10 bác đặt hàng rồi, đến bác thứ 11 là cái giá của nó sẽ thay đổi, là em sẽ báo cho các bác theo thời điểm. Đấy vì là có thể là hôm nay em làm video này nhưng mà có thể 1-2 năm sau video vẫn còn xuất hiện và tồn tại trên mạng, thì cái giá của nó có thể là sẽ thay đổi theo thời gian. Cho nên là em sẽ thông báo giá cho các bác theo đúng cái thời điểm mà các bác quan tâm đặt hàng. Còn đúng như hiện tại khi mà các bác cập nhật được cái video này của bên em, 10 bác đầu tiên các bác chốt đơn thì các bác sẽ chốt được với cái giá là 1.450.000 đồng. Các bác sẽ có một thân máy và hai quả pin 10 cell nhé, và phụ kiện như em vừa giới thiệu với các bác ở trên màn hình đây. Thì con máy này nó sẽ là máy chạy động cơ từ không than. Đây em sẽ bấm máy chạy thử cho các bác để tham khảo này. Máy động cơ từ không than thì khi các bác chạy máy nó sẽ không bị đánh lửa và rất là tiết kiệm pin nhá. Các bác có cái phần đảo chiều đây và có đèn led soi sáng này. Các bác điều tốc được ở công tắc, khi mà các bác bấm công tắc nhẹ là máy chạy chậm nhá, và bấm công tắc càng sâu càng mạnh thì máy lại càng chạy nhanh. Và con này nó sẽ có búa. Có búa thì khi mà các bác cắm một chiếc mũi khoan đa lăng trôi lục giác, các bác cắm trực tiếp vào đây thì các bác có thể là khoan tường được. Là máy chuyên vít nhưng mà không phải là các bác chỉ bắn vít thôi, các bác có thể là khoan tường khi mà các bác sử dụng mũi khoan đa lăng. Hoặc là các bác muốn tháo mỏ bu lông thì các bác dùng thêm một đầu chuyển từ vít qua bu lông là các bác có thể là bắn được bu lông nhá. Một chiếc máy rất là đa lăng. Đó, có đèn báo pin này các bác này. Đấy, cực kỳ là đẹp và ok. Đây các bác có thể điều chỉnh được tốc độ nhanh chậm ở đây nhá. Mà đảo chiều máy qua thì là các bác có cái khi mà có cái đèn tròn màu xanh này xuất hiện ở đây là sẽ là cái chế độ tự ngắt để cho tránh bị đứt ốc khi mà các bác bắn những cái con ốc bu lông nhé. Các bác muốn máy chạy liên tục, các bác chỉ cần điều chỉnh cái nút đỏ này. Đấy, cho nó tắt cái đèn tròn ở bên này đi là máy sẽ chạy liên tục như bình thường. Một cái mẫu máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Bác nào mà đang cập nhật theo dõi được cái video của em, các bác có nhu cầu muốn đặt hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Em nhắc lại giá của sản phẩm nhé. 10 bác khách hàng đầu tiên các bác sẽ chốt được cái giá là 1.450.000 đồng. Bên em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nơi cho các bác. Và khi các bác đặt mua sản phẩm thì các bác chưa cần phải đặt cọc, chưa cần phải chuyển khoản gì hết. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác cứ yên tâm nhé. Đến bác thứ 11 trở đi thì là em sẽ thông báo giá cho các bác theo thời điểm. 600 lưu tơ rồi các bác này. Đấy. Bu lông 600 lưu tơ nhá, bu lông của Vucan này. Cái mã này chân pin của nó là chân pin phổ thông này. Đó. Rất là khỏe nhá. Con này hôm nay em tri ân các bác giá 1.800.000. Đấy, các bác gọi là bu lông Vucan 1.800.000 cho em là bên em sẽ biết là cái mã này nhá. Rất là khỏe này. Mã này thì chạy động cơ từ không than và đầu bu lông đặc này, đầu bu lông 1/2 nhá. Bộ này nó sẽ có một thân máy này, hai quả pin. Đấy, nó sử dụng chân pin phổ thông nên là các bác sẽ rất là ok. Đấy, sử dụng có thể là tiết kiệm được cái quả pin này.
dùng chung với thân máy cắt hay là máy chuyên vít hay là máy đầu kẹp nhá. Có một cái dây đeo này, một cái khẩu 22 nữa này và một cái sạc. Đây là mô đen nhá. Đấy, cái này thì là cái mẫu mã của nó rất là đẹp luôn này các bác này. 21 V nhá. Đây là về cái phần thông số đây. Đấy các bác này, 650 lupton. Đây, cái phần thông số được viết rất là rõ ràng luôn ở trên bao bì nhá. Và đây là về cái phần hộp đựng máy để các bác này. Hộp đựng máy thì màu đen nhá, cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Em có bóc nguyên một bộ ra đây để cho các bác được cùng tham khảo này. Cái bộ sản phẩm này thì các bác sẽ có bao gồm là một thân máy nhá, hai quả pin, chân pin phổ thông thôi nhá, chân pin phổ thông, hai quả pin 21 V và một sạc bàn này. Một dây đeo này. Một khẩu mở bu lông 22. Đó, cái này là có một sạc nhá. Và có phiếu bảo hành chính hãng của công ty này. Và có một cái lọ mỡ máy này cho các bác tra máy nữa. Và ngoài ra là các bác sẽ được tặng kèm là một cái, đây là một cái túi đeo nhá, một cái túi đựng máy để các bác mang đi theo, mang đi làm đây này, rất là đẹp luôn. Có hai cái khóa này nhá. Đây các bác có thể là đút máy khoan vào đây, đựng máy khoan vào trong này các bác đi làm nhá. Đấy, túi của Vulcan nhá, rất là đẹp. Và hôm nay trong cái video này thì 10 bác khách hàng đầu tiên là các bác sẽ được tặng này, một cái đầu chuyển đây, một cái đầu chuyển vít nhá. Và một cái mũi khoan đa lăng này. Mũi khoan đa lăng xuất Nhật chưa lục giác như này. Đấy. Có sử dụng để khoan tường, khoan đá, khoan gạch nhá. Và một cái vít 5 phân của Daiwat xịn này. Đó, và một cái bộ lục giác đa lăng nhá. Đấy, cái bộ lục giác này thì các bác sử dụng rất là tiện. Cái bộ lục này thì bên em vẫn đang cung cấp cho các bác giá là 100.000 đồng đấy ạ. Một cái phần quà rất là có giá trị nhá. Và em chỉ tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên thôi. Đến bác thứ 11 là các bác không được tặng quà nữa. Cho nên là bác nào mà đang có nhu cầu thì các bác nhanh tay liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để sở hữu cái sản phẩm này. Đây, cái bộ lục này các bác sẽ có 6 cái lục giác này, từ 1 đến 6 nhá. Và tô vít 4 cạnh, 2 cạnh này, 3 cái đầu khẩu nhá. Cái đầu khẩu này là đầu khẩu 8, 9, 10. Và cờ lê này, cờ lê 8 này, 10 và 15 nhá. Đây, đầu khẩu thì các bác sử dụng như này. Đấy, cái đầu khẩu này nó sẽ có một cái điểm này để các bác lối đầu khẩu đi nhá. Nói chung là nó rất là gọn gàng. Cái này thì các bác dùng đến cái nào thì các bác mở cái đó ra thôi. Còn không để bác gấp gọn lại nhá. Rất là tiện này. Đấy, các bác nào mà không mua khoan mà các bác có nhu cầu muốn mua cái bộ khẩu này thì các bác cứ báo bên em. Giá là 100.000 thôi nhá. Đây, đây là cái phần quà mà em tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên khi mà các bác sở hữu cái mẫu máy bu lông của Vulcan X9 nhá. 60 cân. Đây là em sẽ cân thử cho các bác cái trọng lượng của máy luôn này. Với cái mẫu máy này nhá thì cái trọng lượng của nó rất là nặng luôn. Đây, để em sẽ cho lên cái cân 30 nhá. Coi nhìn này. Đó. Trọng lượng của máy này 2,3 kg thôi nhá. Nếu như mà một thân máy mà các bác lắp với một quả pin thì nó sẽ nặng là 2,3 kg. Đây, em sẽ bấm máy chạy thử cho bác được cùng tham khảo. Nếu như là các bác mà chuyên sành sỏi về máy rồi, các bác chỉ cần nghe tiếng kêu là thấy là nó chất lượng như thế nào rồi. Có đèn led soi sáng này và có đảo chiều đây nhá. Máy này là 650 lupton. Các bác sẽ điều chỉnh được 3 chế độ luôn này. 1 này, 2 này, 3 này. Máy chạy động cơ từ không chổi than, cực kỳ là khỏe, máy chạy rất là êm và mạnh thôi nhá. Đấy, đây cái phần thông số ở trên máy như này nhá các bác nhá. Rất là ok. Và đặc biệt nữa là nó sẽ sử dụng là hai quả pin châu 10 xem. Và chân pin là chân pin phổ thông nhá. Các bác có thể là dùng chung pin được với máy bê tông, máy mài hay là những cái con máy đầu kẹp, đầu chuyên vít, đầu bu lông 2 trong 1, những cái loại chân pin phổ thông. Con này nó sẽ là đầu bu lông đặc này các bác này, đầu bu lông đặc, đầu bu lông phần 2 nhá. Đấy, thì em vừa giới thiệu rất là chi tiết và đầy đủ chọn bộ cái sản phẩm này. Các bác có một thân máy này, hai pin nhá. Hai pin này, một sạc này, một sạc bàn như này, một khẩu 22 này, một dây đeo này, một lọ mỡ máy này và một cái túi đeo này. Và 10 bác khách hàng đầu tiên thì các bác sẽ được nhận cái phần quà tặng như thế này. Em chỉ tặng cho 10 bác thôi nhá. Đến bác thứ 11 là không còn quà tặng nữa đâu. Nên là các bác đang có nhu cầu thì các bác hãy nhanh tay liên hệ để đặt hàng ngay từ lúc này. Và giá của sản phẩm là 2.300.000 đồng, bên em miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhá.
Bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để sở hữu cái dòng sản phẩm cao cấp này để phục vụ cho các bác mà có nhu cầu. Các bác cần một con máy bu lông khỏe để có thể là bắn được những cái bu lông cỡ lớn thì các bác hãy sở hữu cái mẫu sản phẩm này. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết và đầy đủ chọn bộ sản phẩm để cho các bác được cùng xem và tham khảo lựa chọn cái mẫu sản phẩm này. Các bác mà có nhu cầu quan tâm muốn đặt hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác. Các bác chỉ cần có đầy đủ thông tin, địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng, các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Thì về cái mẫu sản phẩm này, em sẽ chi tiết tới các bác về đầy đủ chọn bộ sản phẩm này. Hôm nay thì bên em về được một cái số lượng, nói chung là số lượng rất là ít nhé. Nên là em sẽ có một cái mức giá tri ân, một cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn cho các bác. Các bác tiếp tục theo dõi video, một lát nữa em sẽ giới thiệu chi tiết và sẽ báo giá để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo về cái mẫu này. Khi mà các bác đặt mua, nó sẽ có nguyên bộ như này này. Đây. Nguyên bộ sản phẩm này thì nó sẽ có bao gồm nhá, một thân máy này, các bác có một thân máy, hai quả pin nhá. Đây, một quả pin này em lắp vào trong máy rồi, và một quả pin dự phòng bên ngoài như này. Kèm theo là sẽ có một cái sạc bàn, sạc nhanh 3 chân như này, và có một cái khẩu mở bu lông 22 này, một dây đeo máy và một hộp đựng máy nhá. Thân máy thì là sẽ chạy động cơ từ không chổi than. Đấy, cái đầu búa của nó rất là to khỏe này, các bác sử dụng để bắn bu lông 1/2. Cái đầu bu lông này nó sẽ là đầu bu lông đặc nhá. Đấy, đầu bu lông đặc này, các bác lắp được khẩu bu lông 1/2. Nếu như mà bác nào mà có nhu cầu để bắn vít thì các bác có thể là sử dụng thêm một cái đầu chuyển vít vào đây, hoặc là cái đầu chuyển sang mang danh, đầu kẹp vào đây thì các bác có thể là bắn vít rồi khoan sắt khoan gỗ được. Đấy, còn máy này thì nó là máy chuyên về bu lông. Và em sẽ quay cho các bác về cái thông số nhé. Đây là cái thông số của máy này các bác này. Đấy. Với cái thân máy này thì cái lực xiết của nó cực khủng nhá, 880 Newton này các bác này. Đấy, đây là thông số kỹ thuật. Thân máy thì sẽ là chạy động cơ từ không chổi than nhá. Đầu máy này, các bác nhìn cái đầu của búa rất là to này, to khỏe nhá. Máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn này. Đó. Nó sẽ có đảo chiều đây nhá. Đấy, có đảo chiều và đèn led soi sáng cho các bác này. Và dưới này các bác sẽ có đèn báo pin và điều chỉnh được tốc độ ở đây. Đấy. Khỏe cực kỳ nhá. Nhất là các bác mà những bác thợ sửa ô tô nhá, hoặc là các bác sửa máy xúc, máy cày, máy lổ mà cần bắn, có nhu cầu bắn những con bu lông cỡ lớn thì các bác lên là sở hữu những cái bộ sản phẩm bu lông lực xiết mạnh như này. Bình thường như là trên thị trường những cái mẫu bu lông nó chỉ lực xiết của nó chỉ tầm độ hơn 300 Newton thôi, nhưng mà riêng cái bộ này thì cái lực xiết của nó lên đến 880 Newton. Nên là các bác bắn bu lông là bao khỏe cho các bác. Đấy, các bác bắn được những con bu lông cỡ lớn nhá. Đấy, và nó sẽ có hộp đựng dày dặn và đẹp chắc chắn nguyên bộ như này cho các bác. Đấy, hôm nay thì bên em về được cái số lượng rất là ít. Bình thường như là trên thị trường mà các bác để có thể là sở hữu được một cái bộ bu lông ok lực xiết lớn như thế này thì cái mức giá của nó không có hề rẻ một chút nào đâu. Đấy, nhưng mà hôm nay thì bên em có một cái chương trình hỗ trợ cho các bác. Đấy, một cái mức giá rất là hấp dẫn nhá. Thì khi mà các bác đặt mua một cái bộ sản phẩm như thế này, đấy, nguyên bộ như này em quay chi tiết cho các bác rồi. Đấy, thì chỉ với mức giá là 1.600.000 đồng thôi. Đấy, 1.600.000 đồng là bên em sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho các bác. Đấy, các bác nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, đặt hàng thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản trước. Đấy, hàng đến nơi thì các bác cứ kiểm tra hàng đúng mẫu mã, đúng chất lượng như là em giới thiệu tới các bác. Thì là lúc đấy các bác mới nhận hàng và thanh toán tiền, cho nên là các bác yên tâm. Đấy, thì về cái mẫu sản phẩm này nhé, em sẽ cho máy chạy thử cho các bác tham khảo kỹ. Đấy, các bác có thể điều chỉnh được tốc độ đây. Đấy, điều chỉnh được tốc độ đây nhé. Máy chạy rất là khỏe và êm này. Cực kỳ là ok luôn. Đấy, cái pin của nó sẽ là cái quả pin châu 10 cell như này, sử dụng chân pin phổ thông nhá. Nếu như mà các bác có những cái quả pin 15 cell về, các bác vẫn có thể là lắp vào để sử dụng được. Đấy, vì là cái máy này, thân máy của nó là thân máy lực xiết lớn. Đấy, cái thân máy của nó rất là to khỏe,
Tuy nhiên là bên nhà sản xuất thiết kế cho các bác là cái quả pin 10 cell. Đấy, để các bác lắp vào đây nó sẽ tạo ra được cái độ nhẹ nhàng cho con máy hơn. Đấy, còn các bác muốn mà có những cái quả pin 15 cell ấy thì các bác vẫn có thể lắp vào cái thân máy này chạy bình thường. Đấy, các bác lắp 15 cell để sử dụng cái quả pin nó sẽ lâu hết pin hơn nhá. Đấy, còn đi theo máy thì là pin 10 cell như này. Đấy, máy rất là gọn gàng, đẹp và chắc chắn như này. Đấy, cầm nó rất là vừa tay luôn nhá. Đấy, rất là khỏe luôn này. Mà chỉ với mức giá là 1.600.000 đồng thôi là các bác đã sở hữu nguyên bộ sản phẩm như này. Đấy, đầy đủ chi tiết như em vừa tư vấn được các bác. Đấy, các bác mà đang có nhu cầu thì hãy cứ liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai nhá. Em nhắc lại nhá, hai đầu số điện thoại của bên em để các bác trung tâm điện máy Ngọc Mai. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác. Trước tiên là một con máy bu lông của Lavara này. Cái con này thì nó màu xanh nhá, màu xanh cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Thì khi mà các bác đặt mua cái mẫu sản phẩm này nó sẽ có đầy đủ cho các bác. Thứ nhất là về cái phần vỏ hộp này. Cái vỏ hộp của nó thì sẽ được thiết kế bên ngoài, nó sẽ có một cái ngăn để các bác để đựng ốc vít này nhá. Rất là tiện lợi này. Và phía bên trong này, bên trong này các bác sẽ có đầy đủ trọn bộ luôn. Nó sẽ theo cho các bác là hai quả pin nhá. Đấy, em có móc ra đây thân máy này. Đấy. Pin của nó sẽ là sử dụng pin 10 cell nhá. Một quả pin lắp vào máy rồi. Còn một quả pin dự phòng bên ngoài như này. Đấy, đây là cái chân pin này các bác này. Lavara, hàng chất lượng quá nhá. Đây, để em sẽ quay chi tiết cho các bác về cái phần chân pin luôn. Chân pin ba cạnh như này. Và theo máy thì nó sẽ có một cái sạc bàn như này nhá. Đây là sạc này. Và một khẩu mở bu lông 22. Và một dây đeo máy nữa. Rất là đầy đủ nhá các bác nhá. Cái hộp của nó rất là đẹp luôn này. Các bác nhìn cái vỏ hộp của nó khác hẳn so với những cái mẫu 2 trên thị trường nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ là tiện lợi nhá. Và em sẽ chi tiết cho các bác luôn về cái trọng lượng của máy nhá. Để em sẽ cho các bác tham khảo về cái cân nặng của máy luôn. Em sẽ cân cho các bác cùng tham khảo về cái trọng lượng của máy. Khi mà một thân này máy mà lắp một quả pin đấy nhá các bác nhá. Nặng 2 cân 4 lạng rưỡi các bác nhá. Nặng 2 cân 4 lạng rưỡi, tức là nó được gần 2 cân rưỡi đấy ạ. Một cái cân nặng rất là hoàn hảo. Máy chạy rất là khỏe luôn này các bác ạ. Em sẽ quay chi tiết cho các bác được cùng tham khảo về mẫu máy luôn nhá. Đấy, một con máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Khi mà các bác cầm nó trên tay nó chắc lịch luôn. Đấy, đảm bảo khi là những bác nào mà đặt mẫu sản phẩm này có nhận được hàng, các bác cầm máy lên tay các bác cảm thấy rất là thích tay. Đó. Máy có đảo chiều đây nhá. Và có đèn led soi sáng đầy đủ như này. Các bác sẽ điều chỉnh được hai nút chế độ nhá. Đấy. Hai nút này. Và đảo chiều máy qua thì các bạn có chế độ tự ngắt này. Đây là cái chế độ để tránh bị đứt ốc nhá. Các bác điều chỉnh nút đỏ này thì máy sẽ lại chạy liên tục luôn. Đó. Hàng Lavara này. Pin của nó sẽ sử dụng pin 21V, pin châu 10 cell ấy nhá. Và đây là về cái phần thông số kỹ thuật của máy này. Con này thì lực xiếc nó cực khủng luôn, 880 Newton thôi nhá. Đó. Một con máy cực kỳ là ok luôn các bác. Phụ kiện đi kèm rất là đầy đủ. Con này thì nó sẽ, con Lavara màu xanh này nó sẽ sử dụng hai quả pin là 10 cell ấy nhá. Hai quả pin châu 10 cell. Và tiếp theo một cái mẫu thứ hai mà em sẽ giới thiệu cho bác trong cái buổi ngày hôm nay thì nó là một con máy Asake này. Con này màu đỏ. Con này thì nó sẽ sử dụng cái quả pin khủng hơn nhá. Con này thì nó sẽ sử dụng hai quả pin châu 15 cell. Và em sẽ báo cho các bác luôn về cái cân nặng của máy này. Khi mà các bác lắp máy vào một pin nhá. Đây là cái trọng lượng này. 2,6 kg. Rất là ok quá nhá. Con này thì mẫu máy màu đỏ này cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Và cái đầu máy của nó sẽ là đầu bu lông đặc nhá. Kể cả con Lavara này cũng vậy luôn. Tất cả đều là đầu bu lông đặc hết. Các bác sẽ sử dụng lắp được khẩu bu lông 1/2. Riêng về con Asake này này. Đấy, con Asake này thì nó cực kỳ là chất lượng. Hai quả pin châu 10 cell các bác có thể sử dụng được một cái thời gian khá là dài thì mới hết được hai quả pin này. Và tất cả đều là sử dụng là động cơ từ không trổi than hết các bác nhá.
Đây là cái con Asake này. Con nào cũng đều có đảo chiều và chức năng là giống nhau. Đấy, có đảo chiều này, có chế độ tự ngắt này, và điều chỉnh được hai nút chế độ nhanh chậm các bác nhá. Đó, rất là ok luôn. Đấy, con này là Asake này. Và đây là cái lực siết của nó nhá. Đấy, con này thì cái lực siết của nó sẽ là 980 newton, tức là cái lực siết của nó sẽ lớn hơn cái con Avara. Đó, đây là về cái phần vòng tua đây các bác này. Đấy, đây là vòng tua nhá. Lực siết là 980 newton này. Bác nào mà có nhu cầu cần những cái con máy bu lông cực khỏe để các bác có thể là mở những con bu lông lớn, nhất là những bác mà sửa chữa máy cày, máy xúc, máy lổ, các bác phải cần những cái con máy có lực siết lớn thì các bác có thể là mở được những cái con máy bu lông lớn các bác nhá. Thì về cái con Asaka này, phụ kiện đi kèm thì nó cũng như cái con Lavara luôn. Nhưng mà cái hộp của nó thì hộp màu đỏ. Đấy, con Asaka này thì nó sẽ không có cái phần để các bác đựng ốc vít bên ngoài nhá. Bên trong thì phụ kiện nó cũng như là Avara, không khác gì hết. Đấy, thường thường thì tất cả các mẫu máy bu lông thì con nào nó cũng đều theo một cái khẩu 22 này, một dây đeo này, đây, một sạc nhá, một pin nắp máy và một pin dự phòng. Đây là cái chân pin của con Asake. Đấy, con này thì pin 21V và hai quả pin của nó đều là hai quả pin 15 cell ấy nhá. Nếu mà bác nào mà cần những cái con máy mà có thể là sử dụng được công trình chinh chiến trong cái thời gian dài thì các bác hãy sở hữu cái con Asake, nó sẽ sử dụng hai quả pin châu 15 cell. Hôm nay thì hàng mới về kho nhá, em sẽ có một cái chương trình tri ân khách hàng cho các bác nhà mình. Khi mà các bác quan tâm theo dõi kênh, các bác đặt mua mẫu sản phẩm này, hôm nay thì bên em sẽ tri ân đồng giá cho các bác luôn. Đáng nhẽ ra thì cái con Asake này thì nó sẽ sử dụng hai quả pin châu 15 cell, thì cái giá thành của nó bao giờ nó cũng cao hơn. Tuy nhiên là hôm nay thì bên em sẽ đồng giá cho các bác luôn, để cho các bác có thể là dễ lựa chọn nhá. Bác nào mà cần máy khỏe nhưng mà có cái độ nhẹ nhàng thì các bác lấy con Lavara. Còn các bác cần máy khỏe và có độ chinh chiến, pin có thể sử dụng lâu lâu trong thời gian dài thì các bác hãy sử dụng con Asake. Hôm nay thì bên em sẽ tri ân đồng giá cho các bác luôn. Đồng giá nhau với cái mức là 2.050.000 đồng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhá. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác cứ yên tâm ạ. Thì hôm nay trong cái đoạn video này, đối với 10 bác khách hàng đầu tiên, em sẽ tặng cho các bác một cái phần quà rất là có giá trị nhá. Khi mà các bác đặt mua cái mẫu sản phẩm này, bác nào em cũng sẽ tặng cho các bác một cái đầu chuyển vít. Bởi vì con này nó là đầu bu lông đặc, em sẽ tặng các bác một cái đầu chuyển vít để về các bác có thể là sử dụng để bán vít luôn. Và thêm là một cái đầu chuyển khoan nhá, một cái đầu chuyển khoan để các bác có thể là sử dụng được mũi khoan sắt, để các bác có thể là sử dụng được tối đa tất cả các chức năng. Một con máy có thể là trở thành một con máy đa năng luôn, các bác vừa có thể bu lông, ốc vít và khoan sắt khoan gỗ được. Bác nào em cũng sẽ tặng cho các bác một cái phần quà rất là có giá trị như này. Và tuy nhiên đối với 10 bác đầu tiên nhá, em sẽ tặng cho các bác thêm một cái bộ lục giác đa năng như này. Đến bác thứ 11 trở đi thì các bác sẽ không còn được tặng lục giác nữa nhá. Nên là bác nào mà đang quan tâm thì các bác hãy nhanh tay đặt hàng luôn, để các bác có cơ hội nhận được một cái bộ lục giác đa năng trị giá là 100.000. Cái này thì các bác sẽ có 6 cái đầu lục giác này, tô vít 2 cạnh 4 cạnh nhá. Đây, tô vít 2 cạnh 4 cạnh này, và có 3 cái đầu khẩu nhá. Cái khẩu này sẽ là khẩu 8, 9, 10. Và bên này sẽ có 3 cái cờ lê này. Đây là cái cờ lê, đổi để em đọc cho bác luôn, cờ lê 10 này, 8 này và 15 nhá. Đấy, một cái bộ lục giác đa năng có rất là nhiều chức năng, để các bác có thể để trong cái túi rồi đựng đồ nghề đi làm rất là thuận tiện các bác nhá. Em sẽ tặng cái phần quà trị giá 100.000 này cho 10 bác khách hàng đầu tiên. Đấy, các bác mà quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện máy Ngọc. Đây là cái bộ bu lông Hitachi để các bác này. Bu lông Hitachi thì hôm nay em còn mấy bộ nữa nhá, em sẽ thanh lý đốt cho các bác này. Cái bộ này thì nó sẽ có bao gồm là một thân máy này, hai quả pin nhá. Đấy, pin tím này, pin 10 cell và chân pin phổ thông như này. Con máy này thì chạy động cơ từ không chổi than này. Đầu máy là đầu bu lông 1/2, có lỗ lục giác ở giữa. Các bác vừa có thể bắn bu lông, bắn vít, bắn tôm nhá.
có đảo chiều này và đèn led soi sáng này. Đấy, các bác điều chỉnh được hai chế độ nhá. Hai chế độ nhanh chậm này. Và khi đảo chiều máy qua nó có chế độ tự ngắt như này để tránh bị đứt ốc này. Đấy. Một thân máy này, hai pin và một sạc. Đấy, các bác có một cái sạc. Sạc em vừa để ra bên ngoài rồi, có một cái sạc bàn nhá. Và một cái dây đeo này, một cái khẩu 22 này và có hộp đựng máy đầy đủ cho các bác. Đấy, hôm nay cái mã Bulong Hitachi này thì em sẽ thanh lý tới các bác với mức giá là 749.000 luôn. Đấy, 749.000. Miễn phí ship hoàn toàn về tận nhà cho các bác nhá. Đấy, hôm nay thì em chuyên ốc vít mã Bulong, không cần sử dụng qua đầu chuyển thôi nhá. À, cái con máy này nó có một cái ưu điểm là quả búa rất là to. Đấy, các bác bắn Bulong cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, thân máy này. Đi theo máy thì các bác sẽ có hai quả pin pin châu nhá. Một quả 10 cell và một quả 15 cell ấy nhá. Đây. Quả này quả 10 cell này. Đây quả 15 cell. Và nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông như này. Cực kỳ là chất lượng luôn. Và có một cái sạc này. Sạc 3 chân thôi nhá. Đây sạc 3 chân này. Một khẩu Bulong 22 và một dây đeo máy. Đây là đầy đủ chọn bộ sản phẩm nhá. Để em sẽ cho máy chạy để cho các bác được cùng tham khảo về tốc độ vòng quay luôn này. Đây. Máy chạy rất là êm. Các bác có đảo chiều cái phần này. Đó. Điều chỉnh được hai nút tốc độ nhá. Đảo chiều qua thì là các bác có chế độ tự ngắt này. Đấy. Máy chạy rất là êm luôn. Và trong cái đoạn video này thì em sẽ có một cái chương trình là tri ân cho 10 bác khách hàng đầu tiên nhá. À, khi mà các bác là top 10 bác đầu tiên sở hữu được cái sản phẩm này thì em sẽ tặng cho các bác thứ nhất là một cái đầu chuyển vít này. Để các bác lắp vào máy Bulong chuyển sang đầu chuyên vít, giữ vít cực kỳ là chắc chắn nhá. Thứ hai sẽ là một cái mũi khoan đa lăng xuất nhật, đầu bốn cạnh trôi lục ra như này. Các bác có thể lắp trực tiếp vào máy Bulong như thế này để các bác về các bác khoan tường, khoan đá, khoan gạch các bác nhá. Đó, đây là hai cái món sản phẩm mà em sẽ tặng cho các bác này. Tiếp theo là một cái bộ combo phụ kiện này nữa. Cái bộ cái món quà này của bên em thì nó trị giá là lên đến hơn 100.000 đồng cơ. Đấy, các bác sẽ có một đây. Một cái dây khẩu như này, một dây đầu vít nữa, vít hai cạnh bốn cạnh và hoa khế này. Một cái lối dài zig zag này. Đấy, và một đầu lối như này nữa. Đấy, nguyên một bộ combo như này nhá. Combo phụ kiện này. Theo một cái đầu chuyển vít này. Một cái mũi khoan đa lăng này. Đó. Đây là cái phần quà mà em sẽ tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên thôi nhá. Và em nhấn mạnh với các bác là em sẽ chỉ tặng cho 10 bác đầu tiên thôi. Cho đến bác thứ 11 là các bác sẽ không còn được nhận quà tặng nữa. Nên là các bác lưu ý cho em. Và giá của sản phẩm sẽ là 1.250.000 đồng bên em miễn phí vận chuyển trên toàn quốc các bác nhá. Nguyên một bộ sản phẩm bao gồm một thân máy, hai pin và một sạc. Hai pin thì các bác sẽ có một pin châu 15 cell và một pin châu 10 cell kèm theo một sạc. Đấy, một khẩu 22, một dây đeo và một đựng máy với mức giá là 1.250.000 đồng miễn phí ship. 10 bác khách hàng đầu tiên các bác sẽ được nhận cái phần quà tặng mà em đang để trên tay của em đây. Đấy, cái phần quà tặng này của bên em nó trị giá lên hơn 100.000 đồng. Cái phần quà rất là có giá trị. Em chỉ tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên khi mà các bác là những người đầu tiên may mắn cập nhật được cái video này của em. Đây thì đây là một con máy là đẹp và chất lượng thôi nhá. À, với cái sản phẩm này thì bên em nhận ship code xỉ nẻ trên toàn quốc. Các bác ở bất kỳ nơi đâu chỉ cần để lại thông tin địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhá. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm muốn đặt hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. À, thì không để mất thời gian của các bác, em sẽ giới thiệu chi tiết về đầy đủ chọn bộ sản phẩm này. À, với cái sản phẩm này khi mà các bác đặt mua thì nó sẽ có một cái hộp đựng máy này màu đen nhá, cực kỳ là dày dặn, đẹp và chắc chắn. Và phía bên trong này các bác có một thân máy này, hai quả pin nhá. Đây cái chân pin như này các bác này,
hai quả pin 10 cell, pin 20V với nhá, hai quả pin châu 10 cell 20V, và đi theo máy là sẽ có một cái sạc bàn như này và một khẩu mỏ bu lông 22 này, kèm theo một dây đeo máy nhé các nhá. Máy thì là chạy động cơ từ không chổi than, động cơ từ không chổi than hàng Makita, hàng Trung Quốc loại 1 các bác nhá. Với cái sản phẩm này các bác điều chỉnh được hai nút chế độ này, đó, 1 này, 2 này. Máy là có 3 đèn led luôn nhá. Đầu bu lông 2 trong 1 này, các bác sẽ lắp được khẩu bu lông 1/2 vào đây, và có lỗ lục giác nhá, có lỗ lục giác để cho các bác có thể là bắn tôn bắn vít được. Máy là động cơ từ không chổi than rất là mạnh mẽ và có đảo chiều này. Các bác sẽ được tốc độ công tắc nhá. Khi mà bấm công tắc nhẹ là máy chạy chậm này, bấm công tắc càng sâu càng mạnh thì máy này càng chạy nhanh. Đó, rất là ok. Và đặc biệt là khi mà các bác đảo chiều máy nhá, thì máy sẽ có chế độ tự ngắt này. Các bác điều chỉnh nút vàng này này, nó có một cái đèn tròn màu xanh ở đây là nó đang ở chế độ tự ngắt này. Đấy, máy nó chạy nó lại nghỉ. Đấy, nhiều bác mà sử dụng không quen nên là đang ở chế độ này, các bác bảo máy lỗi là không phải nhá. Các bác muốn máy chạy liên tục, các bác chỉ cần điều chỉnh cái nút vàng này cho nó tắt cái đèn tròn màu xanh này đi là máy sẽ lại chạy liên tục rồi. Máy chạy rất là khỏe, cực kỳ êm thôi nhá. À, và với một cái bộ sản phẩm rất là đầy đủ như thế này thôi nhá, nguyên hộp nhá, sẽ có một thân máy này, hai pin, một sạc, một khẩu mỏ bu lông 22, một dây đeo và một hộp đựng máy nhá. À, em xin phép là được tri ân cho các bác nhà mình với cái mức giá là 1.200.000 đồng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nơi cho các bác nhá. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm sở hữu cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ từ máy khoan pin cho đến máy khoan điện. Ví dụ như là cái con này là con máy chuyên vít này, các bác có thể lắp trực tiếp vào đây. Đấy, các bác có thể là dùng để bắt bu lông. Cái này là đầu máy chuyên vít nha các bác nhá, lắp trực tiếp vào đây được. Đấy, hoặc là những cái con máy mà bu lông 2 trong 1 như thế này các bác cũng lắp được này. Đấy, các bác lắp trực tiếp vào đây, nó có lỗ lục giác để các bác lắp trực tiếp. Hoặc là những cái con máy mà đầu kẹp như này nhá, con máy đầu kẹp 13 ly như này, các bác cũng có thể lắp cái này. Bởi vì cái khẩu này nó chui lục giác, nó cũng giống như là cái ốp lam các bác bắn máy tôn thôi, các bác có thể lắp trực. Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video ngắn này. Hôm nay thì khẩu bu lông bên em lại về một cái bộ khẩu sâu lòng nha các bác. Một cái bộ này các bác sẽ có 14 khẩu. Thời gian vừa qua em bị cháy hàng rất là lâu. Rất nhiều bác là quan tâm và muốn đặt mua cái mẫu sản phẩm này. À, hôm nay thì hàng đã quay trở lại về kho. À, em sẽ review giới thiệu chi tiết để cho những bác nào mà đang có nhu cầu hôm trước mà các bác chưa đặt được đơn hàng, các bác cập nhật được cái video này của bên em, thì các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác nhà mình. Đối với một cái bộ khẩu lòng sâu như thế này các bác này, sẽ có tổng thể là 14 khẩu cho các bác nhé. Từ khẩu 6 cho đến khẩu 19, tất cả đều là khẩu lòng sâu. Đấy, chất liệu của nó cực kỳ là đẹp nhé. Với một cái bộ khẩu như thế này, nhưng mà bên em gửi tới cho các bác giá cực sốc, cực rẻ. Đảm bảo là trên thị trường các bác không bao giờ mua được với cái mức giá này. Các bác chỉ có thể là đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì mới có. 250.000 đồng cho một cái bộ khẩu bao gồm có 14 chiếc nhá. Từ khẩu 6 cho đến khẩu 19. Chất liệu của nó cực kỳ là đẹp. Bởi vì là bên em cung cấp máy khoan pin rất là nhiều, nên là em muốn sưu tầm những cái dòng sản phẩm hay, sản phẩm tốt về bán tri ân cho các bác nhà mình sử dụng nhé. Đối với cái bộ khẩu này các bác có thể là sử dụng được cho tất cả các loại máy khoan, từ máy khoan pin cho đến máy khoan điện. Ví dụ như là cái con này là con máy chuyên vít này, các bác có thể lắp trực tiếp vào đây. Đấy, các bác có thể là dùng để bắt bu lông. Cái này là đầu máy chuyên vít nha các bác nhá, lắp trực tiếp vào đây được. Đấy, hoặc là những cái con máy mà bu lông 2 trong 1 như thế này các bác cũng lắp được này. Đấy, các bác lắp trực tiếp vào đây, nó có lỗ lục giác để các bác lắp trực tiếp. Hoặc là những cái con máy mà đầu kẹp như này nhá, con máy đầu kẹp 13 ly như này, các bác cũng có thể lắp cái này. Bởi vì cái khẩu này nó chui lục giác, nó cũng giống như là cái ốp lam các bác bắn máy tôn thôi, các bác có thể lắp trực tiếp vào đây, sử dụng rất là ok. Đối với cái bộ khẩu này 250.000 đồng,
là các bác sẽ chốt được với cái giá rất là hời nhá. Nên là cái đợt này em về nhưng mà nó về được ít lắm, chứ nó chỉ được mấy chục bộ thôi. Cho nên là bác nào đang có nhu cầu thì là các bác phải nhanh tay liên hệ thì các bác mới có đơn hàng giá 250.000 đồng em gửi tới tay cho các bác. Và giá này là bên em đã bao gồm cả tiền phí vận chuyển về tận nơi rồi, cho nên là các bác yên tâm. Hàng đến nơi thì các bác sẽ được kiểm tra thoải mái nhé. Và tiếp theo trong cái video này em sẽ giới thiệu cho các bác về cái mũi khoan đa lăng xuất nhật của bên em. Mũi này là mũi đầu 4 cạnh chuôi lục giác nhé. Các bác vẫn có thể là lắp trực tiếp cho các loại máy khoan như em vừa giới thiệu. Cái này, cái chuôi lục giác này thì nó cũng như là cái bộ khẩu này thôi. Đấy, nó đều là chuôi lục giác. Với tất cả các máy khoan pin châu như em vừa giới thiệu đấy, là các bác dùng mũi khoan này các bác đều có thể là khoan tường, không khoan được sắt nha các bác nhá. Mũi này tuyệt đối các bác không khoan sắt. Khoan sắt là nó sẽ gãy mũi nha các bác nha. Các bác chỉ khoan tường, khoan đá, khoan gạch cho em. Đặc biệt là những bác mà đi khoan gạch men, cái này không bao giờ bị xước gạch. Đấy, không có bao giờ lo bị xước gạch, vỡ gạch. Cái sản phẩm này chất liệu của nó rất là đẹp. Hàng mẫu mã cực kỳ là đẹp và chắc chắn nha các bác nhé. Và cái mũi khoan này thì bên em sẽ gửi tới tay cho các bác. Có đầy đủ các cỡ phi. Phi 4, phi 6, phi 8, phi 10 và phi 12. Phi 4, phi 6, phi 8 giá 35.000 đồng trên một mũi. Phi 10, phi 12 giá sẽ là 45.000 đồng trên một mũi. Và khi mà các bác mua 10 mũi khoan là bên em sẽ miễn phí ship. Mua dưới 10 mũi phí ship là 30.000 đồng cho em. Như những bác nào mà chốt cái bộ khẩu này 250.000, các bác mua thêm 1-2 chiếc mũi khoan đi kèm vào thì các bác sẽ không mất tiền phí ship cho mũi khoan nhé. Về tất cả các dụng cụ điện máy và các dụng cụ đồ nghề bên em có đầy đủ hết. Các bác nào mà có nhu cầu về cái sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác sẽ không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác. Các bác cứ cung cấp đầy đủ mã sản phẩm kèm theo số điện thoại và địa chỉ nhà là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau.